Nằm cách thành phố Bến Tre 7 cây số về hướng đông là làng nghề bánh tráng Mỹ Lồng thuộc xã Mỹ Thạnh, huyện Dòng Trơm. Nhiều người dân cư ngụ lâu năm ở địa phương bảo rằng làng nghề này đã tồn tại cách nay trên dưới 100 năm. Nhiều thế hệ người Mỹ Lồng suốt một đời tận tụy tráng từng chiếc bánh tráng và truyền bí quyết lại cho con cháu để giữ lấy cái nghề của cha ông. Ở làng Mỹ Lồng ngày nay có nhiều gia đình có đến 2-3 thế hệ sống bằng nghề này. Bánh này thì mình trước tiên thì dừa mình cạy xong rồi mình sạc, mình nép, mình lấy cốt á. Rồi mình thắng sáng để mình xay chung với gạo. Hồi đó giờ đây thì có cái loại gạo sổi nhưng mà của cái dừa dùng Trà Vinh nó đem về đây là bán cho mình. Nhưng mà bây giờ người ta cũng tráng đủ loại gạo, miễn nó có độ dẻo là được hả? Như này cô có sữa hột gà, đường sữa hột gà. Phơi xong rồi chiều cô phải lấy xương cho nó dịu lại. Xong rồi cô mới gỡ xong rồi đem vô mình đếm. Mình vô trăm vậy đó mình giao cho người ta. Bánh tráng xong được đặt trên những tấm đan làm từ lá dừa. Phơi bánh ngoài trời cũng phải chú ý, nếu nắng nhiều bánh sẽ bị giòn, dễ bể, ít nắng thì bánh bị chai. Lò tráng bánh được làm thủ công, phía dưới là nồi nước to, phía trên căng một lớp vải dày nhưng mịn. Bột sẽ được múc đổ từng vá lên tấm vải ấy, cán mỏng đều khắp một lượt. Bánh vừa trở mình trong vắt là vít ra ống tre ngay, chuyển qua tấm đan để đưa ra phên phơi. Người tráng bánh phải quen tay thì miếng bánh tráng thành phẩm mới tròn và độ dày mỏng mới đều nhau. Tôi sống với má tôi thì tôi cũng đã làm nhưng mà về có chồng rồi thì 27, lúc đó tôi 27 tuổi thì tôi bắt đầu tôi làm. Tại vì đúng rồi, hồi đó má tôi làm thì nhà tôi cũng có phụ với má tôi rồi. Rồi về tôi có chồng rồi sau này tôi cũng làm luôn. Những phên bánh tráng trải dài thẳng tắp được hong dưới cái nắng mặt trời trước sân nhà sau hè. Bánh nếu gặp nắng tốt, độ nửa ngày là đã khô cong, chỉ chờ gỡ ra đem vào nhà. Mùi thơm của bánh tỏa ra khiến người lữ khách say nhừ, như cách người ta vẫn thường ví với những người say men. Nhưng đó là sự sai của hương thơm ngào ngạt của loại bánh mộc mạc nơi xứ dừa. Ở đây hả, khó khăn là gì biết không? Thời tiết là coi như nếu năm nào mà trời không mưa nhiều mình làm rất là cực. Có như bữa hổm bị bữa cũng phải lột dục như là mưa là mưa suốt cả ngày rồi phải dục thôi chứ thì sao. Ví dụ như cô phơi được dốt thì mình bán giá thấp dứt lại, còn như là không được thì phải gỡ dục cho cá. Những hình ảnh này được ghi nhận khi chỉ non tháng nữa là Tết Nguyên Đán, đây là mùa bán chạy nhất trong năm. Chúng tôi tường trình cho SBTN từ Dòng Trơm, Bến Tre.